tiên xin kính chào ông bà cô chú và mọi người đang quay trở lại với kênh của Tiên nha. Bữa nay thì bé An đi nhà trẻ rồi, chồng Tiên cũng đi làm. Còn bé Na thì là do mới vừa xuất viện về á, Tiên cũng không có cho em đi nhà trẻ nữa. Chắc là Tiên cho em nghỉ hết tuần này luôn, tuần sau mới bắt đầu đi. Thì bữa nay em có cái đợt tái khám lại nè, hôm qua thì xuất viện, bữa nay bác sĩ kiểm tra một cái nữa coi có vấn đề gì không thì mới yên tâm. Bây giờ ăn uống xong thì hai mẹ con cùng đi. Tiên thì bé Na vừa hết giờ tới Tiên khẹt khẹt cái mũi rồi. Tiên nói mà có khao khao tí mà cô chú thông cảm nha. Hai mẹ con mới tới bệnh viện mà cô chú ơi. Hôm bữa là bé Na bị co giật ở đây nè. Tiên bữa là giữ xe bên trong cái đó. Cái mới vừa chạy ra tới cái chỗ này, ngay cái chỗ này luôn. Quay lại nhìn chị hỏi con có sao không? Co giật. Xong cái đậu tại chỗ này luôn, ngay cái chỗ mà ngược chiều thế này nè, nên Tiên đâu có quay vô liền được đâu. Rốt cục là có cô bác sĩ, cô y tá đó, nói là chạy đại vào đi, cô đứng có xem. Chạy vô đây đậu xe. Cây nên đang đi nhập viện luôn. Này, tái khám khỏe. Này. Nè. Cái chỗ này đa phần là những người già hoặc là khuyết tật, những ai mà ngồi xe lăn á, hoặc là mẹ bầu này kia mà cần phải sử dụng xe lăn á, thì mình có thể đậu xe ở đây. Còn không là mình phải đậu ở cái bãi xa hơn tí. Đây giống như là bãi ưu tiên vậy đó. Bây giờ là hai mẹ con khám xong hết rồi mà cô chú ơi, đi về. Bên này khám nhanh lắm, đâu vô đợi đâu tới lượt luôn, khoảng chừng 5 phút à. Thì xong thì bác sĩ khám thì em khỏe rồi. Hôm qua em tối là em có sốt lên cái 37.5. Thì ngủ một giấc thức dậy sáng bình thường rồi. Thì cũng có nói gì đó với bác sĩ. Thì bác sĩ nói là không có gì. Nếu mà sốt kéo dài thì có vấn đề gọn này, giống như là gần hết thì sốt nhẹ lên cái gì đó. Với lại Tiên có hỏi thêm là tới ngày 21 này nè, bé Na có cái đợt chích ngừa là thủy đậu á. Rồi em bệnh gì thì có sao không? Tại vì hôm qua trước khi xuất viện bác sĩ có nói là có khả năng là không có chích được. Thì bữa nay bác sĩ bảo là chích được không vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu gần cái ngày mà em tới đợt tiêm ngừa mà em có cảm hay là cái gì thì khi đó sẽ xem xét lại. Tại sao là nhà Tiên về Việt Nam chơi rồi đâu cũng gần cả tháng. Bây giờ là trước đó là bao nhiêu chích ngừa hoặc là cái gì mà liên quan là phải chích hết. Thôi bên đây có nhiều khi là tới cái ngày đó đó, giờ đó, tuổi đó, tháng đó đó, thì cái lịch đó đó mà mình mà không chích là qua luôn á, không có được đặt lịch chích thêm nữa. Như là tranh thủ ngồi gì được cái gì là ngồi hết trơn. Về Việt Nam chơi cho an toàn. Hai đứa nhỏ này đâu như người lớn mình, bệnh lặt vặt suốt. Nằm nó ngồi lú hai mắt lên. Còn sớm nên bây giờ hai mẹ con ghé siêu thị mua đồ luôn. Đồ ăn cũng sắp hết đây. Này Tiên đi siêu thị. Và con chú đi siêu thị chung với hai mẹ con nha. Còn giá cả mấy này sao, nhập viện cả tuần lễ không biết gì chứ. Siêu thị. Bây giờ mày nói là nghe lời không? Bây giờ đi là mày cứ nói gì là phải nghe đó chứ không có khóc nữa nha. Không có nằm dạ nha. Không phải là ạ mà mẹ nói là không có nằm dạ nha. Có nghĩa là không có nằm xuống đất rồi mà khóc nha. Hồi nãy nói không nghe đi chỗ mua thuốc á, cái bắt đầu Tiên kêu về không chịu về, ham đọc sách. Xong cái nằm dạ. À, bây giờ nghe mẹ nói nha, không có nằm dạ nữa nha. Mẹ nói là nghe lời nghe không? Không thôi là đi về nha. Ơi nằm dạ mặt này. Rồi đi xuống cho tôi nắm tay đi nè. Này nắm tay, nói là nghe lời nha. Tiên thấy chỗ này bán cũng hay hay nè, có bánh hỏi nữa.
Ây ơi, thế nè. Cái này cứng ngắt à, chắc là về mình hấp hay là mình luộc gì lại á. Ây ơi, lần đầu mới thấy mà bánh hỏi nha. Bánh hỏi mà dạng cứng này tôi mới thấy lần đầu. Này của Việt Nam mình hay sao á Tài? À cũng đúng rồi, của Việt Nam. Ây ơi, bánh hỏi vài bữa học cách làm thịt heo quay xong ha. Bánh hỏi thịt heo quay sẽ tết tôm chai dày khoảng chừng 50-60 ngàn. Ây ơi, có bánh hỏi nữa, quá dữ. Rau mùi nè, mì nè, mì xào ngò gí, rau mùi, vai dữ vai dữ. Trên đây là bún phở này kia, rồi bánh chén cuốn á, để dành làm bánh chén cuốn, chén cuốn cũng có luôn. Bánh chén Việt Nam nè, Việt Nam, món ăn Việt Nam của mình, đồ Việt Nam mình giờ nổi tiếng ở Nhật bán nhóc hết trơn. Mình có tiền là được, cái gì mua cũng được. Nè, ăn quýt không? Mày mua quýt cho nè. Cần quýt không? Cỡ này mùa quýt tới rồi mà cô chú ơi, để mày lấy cho. Cái này thì có hai loại, một loại nhỏ và một loại hơi to to. Nè, lấy bột này ha. Ok, rồi. Ôi, ai góp gì rồi? Tiên thấy cái bông cải này nè, lạ lạ quá, Tiên định mua ăn thử. Tiên chưa có ăn cái loại này khi nào hết trơn. Đây loại vàng vàng ha, bên đây loại xanh xanh. Cái này thì là bình thường rồi, với lại bên kia là bông cải trắng. Thấy có cái này lạ lạ nè, Tiên mua ăn thử. Lần sau có gì thì Tiên sẽ mua cái xanh ra ăn thử. Bó này thì 215 yên, ba mấy 40 ngàn. Nãy giờ Tiên mua được nhiêu rồi đó, rau không à. Tiên quay cái quầy gia vị cho mà cô chú xem nha. Như là hôm bữa Tiên có quay cái siêu thị Kiên lần này, Tiên thấy ở đây có bột ngọt nè. Sao vậy nè? À, gớt chày của con à, mày xin lỗi nha. Ờ, mang không chịu mang, thích cầm vậy đó, như ăn mài vậy đó. Cầm như là cái gì ta, à, ban chủ cái ban vậy đó. Thì thấy ở đây người ta có bán bột ngọt nè, Ajinomoto, đủ loại hết trơn vậy đó. Ở Nhật vẫn có bán bột ngọt bình thường nha, bột ngọt nội địa. Còn người Nhật sử dụng nhiều hay không á thì Tiên không rành. Nhưng bịch này đâu 400 gram, cũng tầm khoảng chừng là 1 cent 1. Ở đâu 200 mấy chục ngàn nếu mà tính tiền Việt Nam mình. Còn mấy cái này là dạng mà con bự á, để cho ngọt nước hoặc là hạt nêm tây, chứ không phải là cái con bự thật. Hạt nêm rong biển. Cái này là hạt nêm từ cá nè, đủ loại hết trơn. Nào quậy à, thôi đi về. Thôi mà đi về nha, chỉnh quay cho mà cô chú xem nhiều. À, mấy cái này là mấy cái nấm này ta, nấm khô. Đi về. Đây là bột ngọt, đủ loại hết trơn. Cá thu bào này kia nữa. Nhanh lên, mới nãy mới bị la sao giờ ngồi nằm dạ đây đúng không? Mày đi vô, mày bỏ con ở đó ngồi đó đó. Bye bye. Mày cô chú coi chịu nổi không? Cầu cái chìa khóa này nè, mà chỉ mở có tới đâu, lùng sắp sập ở dưới mà mở không tới, người ta nói người ta mở cho, người ta đưa cho, giờ không chịu luôn. Lại đây mày cho chìa khóa nè, mày mở cửa xong rồi nè. Xấu hổ chưa, tới nhà không vô. Nắm tay mày đứng dậy nè. Thì con ngồi đây vậy gần được cái gì hả? Mình đi vô nhà đi, mình còn ăn nữa. Đói bụng chưa? Ê, không có nằm xuống nha. Con nhìn nè. Thấy vô chưa? Đứng dậy.
Na ngồi đây vậy là một hồi là Na bị bệnh á, Na lạnh á. Na biết không? Thôi bây giờ mình đi vô nhà đi. Mình ngồi ngoài đây dơ đổ con đồ của mình xinh đẹp như thế này mà mình ngồi dưới nó dơ hết trơn đồ của mình này. Ở dưới đây rất là dơ con. Nè con nhìn nè, vi khuẩn không đó. Mấy ạ. Mình đi vô nha, nắm tay mẹ hai mẹ con mình đi vô. Bây giờ Na muốn làm sao? Na muốn chìa khóa này đúng không? Giờ không muốn luôn hả? Tiền bỗng chị vô một cây. Giờ ngồi đây luôn. Thôi mẹ đi vô đây. Bye bye Na nha. Cho Na ngồi đó một hồi ha. Na bị la. Buổi sáng sau khi mà đưa cho bé Na đi bệnh viện tái khám xong á, bây giờ đâu cũng cỡ là 1 giờ mấy gần 2 giờ chiều nè. Thì đưa bé An đi chích thuốc ngừa. Cái chích thuốc ngừa cúm này á, Tiên thấy là con nít á là phải chích tới 2 lần lận. Đầu hồi tháng trước hay là 2 tháng trước gì đó, bé An với bé Na cùng nhau chích luôn. Nhưng mà đợt này thì do là bé Na bị mới cảm xong đó nên không có chích được, chỉ có bé An thôi à. Xong xuôi hết thì đâu cũng 2-3 giờ chiều vậy đó. Bây giờ Tiên làm cơm chiều nè. Bữa nay Tiên dự định là chỉ làm cá nướng thôi, tại vì cũng hơi lu bu á. Với lại hồi sáng đi siêu thị Tiên có mua được rau muống á, định là rau muống với lại cải salad son Tiên xào. Mà nhìn thấy đơn giản quá không có gì hết trơn. Cái Tiên thấy tủ lạnh còn tôm á, Tiên lấy ra Tiên xào. Tiên xào cái vị ngọt ngọt, mặn mặn. Nhà có nhiều gia vị là Tiên để hết. Thì lại Tiên để thêm một tí mà tương ớt á, vô Tiên thấy khá là ngon. Chán như con, mày nghĩ là ngày mai là hết á. Đau. Đúng rồi, bèn đau lắm, mẹ biết mà. Đau quá chừng. Mấy này, nào không ăn nato, nhập viện tây giờ. Hồ nhiêu y sẽ cả đám ơn nato tập bên này với đi. À, khi nông tập bên tập không? Mình chào anh nato. Nato này là từ đậu nành á. Xong rồi lên men từ vi khuẩn nato. Cái này ăn làm mình huyết áp cao á, thì mình ăn cái này sẽ giảm huyết áp cho mình. Rồi ví dụ như lưu thông máu này kia này cũng khá là tốt. Chưa để mẹ quý cho nó đều lên cái hả, rồi mẹ tiếp. Cái này đặc biệt là ai mà huyết áp thấp á, với lại rối loạn chảy máu rồi máu đông này kia là không có nên ăn. Có dạng bịch nữa, dạng bịch mà người ta chế xuống thành viên á, Tiên đi uống. Tiên thấy mọi người mua cũng nhiều. Hôm nay Tiên cũng gửi vô mấy bịch. Con là tô không? Ăn đi xíu nè. Không ăn hả? Ăn cái này tốt lắm. Mày để đây cho Na được không? Dạ. 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 Wow. Dạ trộn. Ok. Là mẹ tí nè. Mẹ trộn lên chứ. Đây. Ăn rau vào. Rau muốn con thích á. Đắm lại nước tương này nè. Nha. Ăn vào, ăn vào, ăn vào. Đấy. Ăn liền cho mẹ nè. Cho không có bị đau mông nè. Đấy. Đây mẹ mời nè. Itadakimasu. Đây ăn này nè con. Tay con đau hả? Chết ngừa bị đau cái tay. Giờ dở lên không nổi. Itadakimasu. Mấy nay cũng mấy bữa rồi, bà cô chú và mọi người xem kênh của tôi nhỏ
rồi tặng tiền cho tụi nhỏ qua cái chương trình mà Super Chat với lại là cảm ơn á. Tiên lưu mua quá rồi, Tiên chưa có kịp mà làm clip để mà cảm ơn mọi người nữa. Bữa nay Tiên có thời gian nè, Tiên xin phép nói vài câu. Tiên cảm ơn bà cô chú và mọi người rất là nhiều nha. Tiên nhớ không lầm là đâu lần này cũng là lần thứ 2, thứ 3 rồi bà cô chú xem kênh rồi còn tặng tiền cho tụi nhỏ nữa. Thì trước đó Tiên cũng có nói là tiền của kênh tụi nhỏ là Tiên không có đụng gì tới chân á. Tiên sẽ để dành đó sau này cho tụi nhỏ đi học đại học rồi hoặc là mua dụng cụ này kia. Về cái phần tiền nhận lần này á, Tiên xin phép là trích ra một ít để mà mua quà Giáng sinh cho tụi nhỏ, giống như là bậc cô chú ở phương xa rồi mua quà Giáng sinh cho tụi nhỏ. Thay mặt gia đình, Tiên cảm ơn bà cô chú và mọi người rất là nhiều nha. Lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ gia đình Tiên. Chúc cho bà cô chú thật là nhiều sức khỏe và lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc hết nha. Mày chơi em hết làm mày. Đi, bên nè, dì Hai cái chân của em có dì Hai kìa. Con Xuân nhìn cái chân của dì Hai kìa. Rồi giờ sao giờ? Dì Hai đang làm chân như mình làm sao? Đầu bên con làm thử đi, con làm thử coi nè, nè như thế nè. Con, không, không, không có ném cái này như vậy dì Hai đâu. Dì Hai đây, con nhìn cái chân của dì Hai kìa. Hồi nãy giờ chị Hai An để cái chân lên trên đó đó, cái nè lại nè chỉ đánh cái chân của chị Hai, ý nó là không có được ghét chân gì. Chị chị nè 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 chị Hai An kìa, nè con nhìn cái chân của chị Hai An kìa, chị con nhìn Hai An cái chân kìa, cái chân chị Hai An để gì có sao không, có sao không? Con 94 này con về giúp mẹ đi.